Chào mừng các bạn quay trở lại Anan Review phim Thừa Hoan Ký. Chúng ta cùng tiếp tục phần tiếp theo tập 17 đến 22. Trước đó Thừa Hoan đã trốn thoát khỏi lễ đính hôn và dứt khoát chia tay với người yêu cũ. Cũng từ đây cô có cuộc sống mới và dần dần có tình cảm với Diêu Chí Minh. Mối tình ngọt ngào giữa họ bắt đầu từ đây. Bây giờ cùng vào chi tiết nhé. Trước đó đừng quên đăng ký kênh để đón xem những phần mới cùng mình nha. Thừa Hoan đến ở cùng bà nội. Để cảm ơn bà nên cô đã tặng bà một chiếc vòng cổ có hình của hai người. Diêu Chí Minh sáng sớm đã đem hoa hướng dương đến thăm bà, nhưng bà có thể nhìn thấy những suy nghĩ của cháu trai trong nháy mắt, trực tiếp chỉ ra và nói rằng vì Thừa Hoan nên anh ta mới tới đây. Sếp Diêu thấy Thừa Hoan lau mắt và đi ra khỏi phòng tắm tưởng cô ấy lại khóc vì tình, nhưng không phải, cô ấy bị bọt nước giặt bay vào mắt. Diêu Chí Minh, một CEO hống hách từ bỏ chức vụ quản lý của một công ty niêm yết đi làm công việc dọn dẹp ở một viện dưỡng lão. Nhưng anh ấy vốn lớn lên trong quần áo đẹp và đồ ăn ngon nên ngay cả những công việc đơn giản như giặt giũ cũng không biết làm. Thế là anh ta phải chịu sự giễu cợt trong tiếng cười của Mạch Thừa Hoan. Hai người đã trải qua một buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc, có lẽ tình yêu giữa họ cũng nhen nhóm bắt đầu từ đây. Ông chủ mua hoa định tặng cho Thừa Hoan nhưng Thừa Hoan lại nghĩ rằng trợ lý mua cho bạn gái nên cô cổ vũ anh ấy cố lên nhé. Điều này khiến trợ lý Hà Đông thật sự không thể chịu được. Tôi phải nói đôi lời về anh, gửi hoa hướng dương để thuyết phục bà nội vụ Hưng An Lý thì không được. Thừa Hoan thì ngó lơ anh, ông chủ không nói nên lời hỏi trợ lý Mạch Thừa Hoan được thăng chức lên quản lý được xác nhận rồi phải không? Nhận được câu trả lời chính xác từ phía bên kia, sếp Diêu cố tình tạo cơ hội để tình cờ gặp Thừa Hoan, Hà Đông nhanh chóng ngồi chung bàn với Thừa Hoan. Sếp Diêu nhân cơ hội này tới gần ngồi cạnh Thừa Hoan, cô giới thiệu với bạn thân và em trai của mình, đây là anh em cùng bà khác ông nội Diêu Chí Minh. Mọi người cùng nhau uống rượu nhưng Thừa Hoan cản anh ta lại, sếp Diêu lại phản đối mình có thể uống loại rượu này. Hà Đông xứng đáng là cơ trưởng, mở lời hài hước giới thiệu về bản thân và làm giảm sự lúng túng của họ, rồi anh đề nghị mọi người tạm biệt quá khứ chào đón một tương lai tốt đẹp hơn. Ăn xong hai người trở về viện dưỡng lão, Diêu Chí Minh nói với Thừa Hoan công ty muốn mở rộng khu căn hộ cần tăng cường đội ngũ quản lý. Cô là một trong những ứng cử viên, Thừa Hoan vội vàng hỏi xem có phải anh có đề cử không. Nghe câu trả lời khẳng định của đối phương khiến cô rất ngạc nhiên. Mặc dù bà nói anh nên chăm sóc tôi nhưng không phải anh làm điều này vì có âm mưu gì chứ. KPI của cô là số 1 và tỷ lệ gia hạn hợp đồng thuê cũng rất tốt, tự tin lên chút. Nghe sếp nói Hoan Hoan cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Sếp Diêu đến viện dưỡng lão vào ngày hôm sau, bà nội bảo anh hãy nhẹ nhàng vì Mạch Thừa Hoan còn đang ngủ. Thế là anh lặng lẽ đến bên cô lấy điện thoại ra chụp lén nhưng hơi ngu người anh ta chưa tắt tiếng nên đánh thức Thừa Hoan. Cô đứng dậy và yêu cầu anh ta xóa ảnh. Anh ta làm sao có thể đồng ý được, bức ảnh này rất dễ thương. Thấy vậy Thừa Hoan lấy ra bức ảnh trước đây đã chụp lại chôn anh ta khi uống say. Cứ như thế đôi oan gia này lại bắt đầu cãi nhau. Bên thì đại ca mới sáng ra mà đã tới đây phiền người ta ngủ nướng cuối tuần. Bên thì bà chị sao không cố gắng để sau này làm sếp. Bà nội ở trong nghe xong cười trừ vì hai đứa cháu lắm điều này. Bà muốn hòa giải họ sai hai người đi mua đồ ăn sáng cho bà rồi bàn ý tưởng kinh doanh cửa hàng trang sức cho Mau Mau. Sếp Diêu đưa ra lời khuyên cho cô ấy nếu có thể thì để cho trang sức của Mau Mau làm quà lưu niệm tại khách sạn của anh, nhưng anh nhất định sẽ công tâm lựa chọn. Nếu Mau Mau có sức ảnh hưởng của riêng mình thì tỷ lệ được chọn sẽ lớn. Nghe vậy Thừa Hoan mau chóng đứng dậy và đi tìm cô bạn thân. Khi Chí Minh trở lại viện dưỡng lão, anh ta nghe được bà Trương đang nói chuyện với bà nội về việc thu mua khách sạn Hưng An Lý. Anh ta liền chạy nhanh vào gọi sếp Trương ra nói chuyện. Vì giao kèo giữa hai người thăng tiến trong công việc mà bà ấy đã chờ quá lâu nên hôm nay mới đến tận đây tìm bà cụ. Nhưng Chí Minh dù mong muốn có được khách sạn này nhưng không đồng ý chuyện ép bà nội anh giao lại nó. Khi anh ta trở lại viện dưỡng lão, bà nội đã ngã lăn ra dưới sàn. Mạch Thừa Hoan biết chuyện vội vàng đến bệnh viện nhưng khi leo lên cầu thang không may lại bị bong gân. Hai mẹ con nhà Mạch gặp lại nhau sau một thời gian chiến tranh lạnh, bất ngờ biết được bà nội kế trung lưu của mình lại có một căn nhà kiểu Tây rộng 3.000m² ở trung tâm Thượng Hải. Để xoa dịu mối quan hệ giữa hai mẹ con, bà quyết định tạm thời cho họ mượn căn nhà sang xịn mịn này để họ ở tạm. Điều này khiến bà Mạch vô cùng kinh ngạc vui mừng, nhưng Thừa Hoan từ chối lòng tốt của bà ngay tại chỗ, nhưng bà dùng những lời ấm áp xoa dịu mâu thuẫn giữa hai mẹ con. Nhìn mẹ không nói nên lời và lạc lõng trước mặt mình cho dù ý chí của cô ấy có mạnh mẽ đến đâu vẫn sẽ mềm lòng. Gia đình bốn người cuối cùng cũng đến được ngôi nhà cũ của bà nội, khoảnh khắc họ mở cửa ra tất cả hoàn toàn bị sốc. Không ngờ người bà tưởng chừng như bình thường lại có tài sản lớn như vậy. Mạch Thừa Hoan dẫn họ tới đây và đang chuẩn bị rời đi. Rốt cuộc bà nội vẫn còn ở bệnh viện, cô ấy muốn quay lại và chăm sóc. Cô cũng tìm mọi cách để cải tạo lại căn nhà cũ bị ngập nước càng sớm càng tốt. Đêm đó bà giải thích nguyên nhân ngôi nhà đó lại để không, vì lúc đó bà và chồng thứ hai đã có quá nhiều chuyện buồn nên chỉ muốn sống ở viện dưỡng lão.
Mạch Thừa Hoan độc lập và mạnh mẽ nên đã chuyển nửa năm tiền thuê nhà cho bà nội và hứa sẽ chuyển ra ngoài cùng bố mẹ trong nửa năm tới. Nhưng lời nói an ủi của bà đã khiến Thừa Hoan thay đổi, không cần tỏ ra độc lập và mạnh mẽ trước mặt người nhà phải cùng nhau gánh vác những lúc khó khăn. Lúc này Diêu Chí Minh cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mục đích anh trở lại Trung Quốc lần này là mong nhận lại khách sạn Hưng An Lý từ bà nội để trở thành bước đệm trở về trụ sở chính thăng chức và tăng lương. Nhưng khoảng thời gian ở cùng bà khiến anh càng ngày càng vướng mắc. Một bên là công việc mơ ước, một bên là tình cảm gia đình với bà nội khiến anh ta không biết phải làm sao. Bà nội đã chủ động đề cập đến kế hoạch thu mua của sếp Trương, những câu hỏi mà bên kia đưa ra không phải là không có lý. Nhưng có một điều khiến bà không đồng tình đó là tất cả nhân viên đã gắn bó nhiều năm sẽ bị thay thế. Diêu Chí Minh lập tức hứa hẹn sẽ cố gắng hết sức để giữ lại tất cả nhân viên cũ. Sếp Diêu cảm thấy mình có thể sắp thuyết phục được bà nội rồi nhưng anh không hề biết rằng thực ra bà nội đã có kế hoạch khác. Sau đó bà yêu cầu anh ấy may một bộ sườn xám cho mình, nhưng Diêu Chí Minh hoàn toàn không hiểu kích thước của bà, không còn cách nào khác anh ta phải đến gặp Mạch Thừa Hoan để được giúp đỡ. Nhưng nhìn địa điểm được Mạch Thừa Hoan lựa chọn anh vẫn cảm thấy không ổn lắm nhưng vì bà đã tin tưởng cô nên sếp Diêu cũng đành chịu. Ông chủ tiệm tưởng rằng đây là bạn trai của Thừa Hoan trông thật đứng đắn, một chàng trai có tỷ lệ vai trên đầu đẹp như vậy đúng như mẹ cháu đã nói. Thừa Hoan nhanh chóng giải thích đây không phải là người mẹ cô đã nói, họ đã chia tay rồi. Nhưng khi hai người họ đang chọn phong cách, Diêu Chí Minh tin rằng chỉ cần chọn loại đắt tiền cho bà, nhưng Thừa Hoan hiểu rõ nhu cầu của bà hơn nên chọn quần áo thoải mái là quan trọng nhất. Vài ngày sau, bố của Thừa Hoan đến bệnh viện đón bà nội tình cờ thấy bà đang soạn thảo tài liệu với luật sư của mình nhưng ông cũng không biết đó là chuyện gì. Bà hẹn cả gia đình tối nay sẽ đến nhà hàng của khách sạn Hưng An Lý cùng nhau ăn tối. Thừa Hoan vừa bước vào bệnh viện thấy các y tá đang rất hoảng loạn, điều này khiến cô lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, nỗi bất an trong lòng thôi thúc cô lao vào phòng bệnh. Nhưng cô đã thất thần khi thấy bà nội đã ra đi, Diêu Chí Minh cũng vừa kịp chạy đến, hai người đứng ở cửa hồi lâu không tự chủ được mà nước mắt tuôn rơi. Hôm nay mọi người đau buồn đến để đưa tiễn bà về nơi an nghỉ, Thừa Hoan và Chí Minh mang theo sườn xám và giày nhảy vừa may tới viếng bà. Thừa Hoan thay mặt mọi người phát biểu cảm ơn mọi người đã đến tiễn đưa bà ở đoạn đường cuối. Luật sư tại tang lễ phát video bà nội đã chuẩn bị từ trước, cho đến gần cuối cuộc đời bà vẫn động viên gia đình bằng những lời nói ấm áp. Bà nhắn nhủ Chí Minh đã đưa cháu đến nhà họ Mạch ít nhất có một nửa người thân, đừng hành động như một con mèo hoang khiến bà không yên tâm. Với Thừa Hoan bà biết chắc chắn vì bà mà cô bận rộn chuẩn bị tang lễ không ngủ, nhưng bà vẫn hy vọng Thừa Hoan có thể đối xử tốt với bản thân đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Bà sẽ phù hộ cho cô ấy trên thiên đường, Thừa Hoan nghe được những lời này nước mắt rơi như mưa. Đêm đó Mạch Thừa Hoan tâm trạng buồn bã trở lại viện dưỡng lão của bà nội, mọi thứ ấm cúng và sạch sẽ dường như không có gì thay đổi nhưng thật ra người đã ra đi mất rồi. Kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về trong tâm trí cô, bà nội và Thừa Hoan chia tay trìu mến trong giấc mơ cũng vì tình yêu ngày qua sâu như biển cả. Mặc dù Mạch Thừa Hoan rất yêu bà nội nhưng cũng chỉ có thể bất lực nhìn bà ra đi. Ngày hôm sau Diêu Chí Minh đến viện dưỡng lão trò chuyện với Mạch Thừa Hoan, giờ đây cô ấy đã trở thành người thân duy nhất của sếp Diêu. Cuối cùng anh ấy đã kể lại từng sự kiện đau lòng trong quá khứ, thì ra lúc Diêu Chí Minh 7 tuổi bố anh đã bỏ rơi anh và mẹ anh vì công việc kinh doanh thất bại. Chí Minh theo mẹ như những kẻ đòi nợ luôn tìm đến khiến tuổi thơ anh cứ phải chạy theo tình nhân của mẹ đi hết chỗ này tới chỗ khác. Nhưng may bà nội đã xuất hiện và giúp họ giải quyết những nợ nần đó để Chí Minh có thể đi học được. Mẹ anh sau đó cũng qua đời vì vậy mà bà trở thành người thân duy nhất còn lại. Bây giờ bà ra đi chỉ còn là cô đơn và nỗi nhớ. Thừa Hoan cũng nói mấy lời an ủi Chí Minh cùng vượt qua khó khăn này. Tình cảm của Diêu Chí Minh dành cho Thừa Hoan càng ngày càng không thể kiểm soát được. Nhưng luật sư bất ngờ xuất hiện phá vỡ điều này. Không ngờ di chúc của bà khiến tất cả những tưởng tượng của Diêu Chí Minh đều trở thành hư không. Bà để lại căn nhà kiểu Tây cho cháu trai ruột Diêu Chí Minh. Còn nhà hàng Hưng An Lý quyền sở hữu giao cho công ty luật Kim Trình quản lý thay trong 10 năm, sau 10 năm quyền sở hữu giao cho cô Mạch Thừa Hoan người không có quan hệ huyết thống. Thừa Hoan đến thăm văn phòng làm việc của bà nội ở Hưng An Lý biết được nhiều điều về bà. Ban đầu bà chỉ là một cô gái trẻ không hiểu gì cả nhưng đã học về quản lý nhà hàng và cùng dẫn dắt mọi người mấy chục năm được như bây giờ. Thừa Hoan biết những gì bà nội để lại cho mình không chỉ là của cải mà cả tình cảm đối với những nhân viên ở đây nữa. Không ngờ Diêu Chí Minh lại chủ động đi tìm cô ấy đề nghị trao đổi di sản thừa kế. Bởi vì có được Hưng An Lý là chìa khóa để anh thăng chức trở lại trụ sở chính, tất cả những điều này anh ấy đều thừa nhận trước mặt Thừa Hoan. Sếp Diêu nói hoạt động của Hưng An Lý hiện đã có vấn đề. Các loại chi phí quá lớn và cả việc quản lý nhân sự cũng là vấn đề đau đầu hiện tại vì trước đây bà đã bỏ tiền túi ra quá nhiều.
Thừa Hoan biết anh ấy nói có lý nhưng bà nội để lại quyền quản lý cho cô chắc chắn có lý do. Bà nội cũng để lại một lá thư cho Chí Minh. Bà kể lý do sắp xếp của bà, Thừa Hoan siêng năng và có động lực cuộc sống luôn thiếu cơ hội để chứng tỏ bản thân. Chí Minh đã ra nước ngoài từ khi còn nhỏ có nhiều cơ hội nhưng lại thiếu sự quan tâm và yêu thương từ gia đình. Vì thế mới có quyết định như vậy, mong cháu sau này trở thành người có tình yêu thương và ấm áp. Thừa Hoan đã xem qua báo cáo lợi nhuận của Hưng An Lý trong vài năm, lúc này anh mới nhận ra lời Diêu Minh nói là sự thật, điều cô sắp phải đối mặt là một vấn đề lớn. Đồng thời mẹ Mạch cũng bắt đầu có những giấc mơ ngọt ngào, bà trở thành ngôi sao sáng của nhóm nhảy, trở thành chủ sở hữu của căn nhà giàu có. Con trai tôi có sự nghiệp thành công, Hoan Hoan trở về nhà, trong lòng bà vẫn rất biết ơn mẹ kế cho tôi mượn căn nhà lớn như vậy. Mẹ Mạch hào hứng khoe với họ hàng và bạn bè về việc thừa kế tài sản, bà có cảm giác như con gái tôi hiện đang ở một khu sang trọng của Thượng Hải. Khi con gái tiếp quản khách sạn Hưng An Lý, vì vậy thân phận của mẹ Mạch khi đến nhà hàng cũng khác. Bà đưa chồng tới đây muốn kiểm tra nhà hàng có vấn đề gì không, ai có thể ngờ rằng sườn xào chua ngọt ở đây lại được phục vụ như một món ăn nguội và rất rất ngọt. Bà liền yêu cầu người giám sát gọi bếp trưởng ra ngoài, chỉ trích những gì anh ấy đã làm là có vấn đề. Đầu bếp trưởng cũng tức giận, ẩm thực địa phương Thượng Hải đích thực nó có nghĩa là ngọt như vậy. Ông đã làm công việc này hơn 30 năm nay, người dân Thượng Hải phải xếp hàng để được ăn nó. Nhưng bà Mạch không đồng ý, những người lớn tuổi không thích hợp ăn đồ ngọt nên tùy theo độ tuổi khách hàng mà phục vụ. Thừa Hoan vội vàng đi tới, sau khi tìm hiểu chi tiết sự việc, Thừa Hoan xin lỗi đầu bếp và dẫn mẹ ra ngoài, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Thừa Hoan bị vu khống ác ý ngay khi tiếp quản Hưng An Lý, khách hàng đến ăn bị ngộ độc thực phẩm, kết quả là khách sạn phải đóng cửa để khắc phục. Nhiều khách đã yêu cầu trả phòng, vì vậy khi Thừa Hoan vội vã trở về khách sạn thấy sảnh đầy áp khách muốn trả phòng. Thừa Hoan hứa với mọi người nếu ở lại sẽ giảm giá, còn nếu không muốn ở lại thì sẽ hoàn tiền toàn bộ, tuy nhiên mọi người cũng vẫn không hài lòng. Tin tức tiêu cực trên mạng nổ ra khiến nhân viên rất chán nản, may mắn thay lúc này đã có kết quả điều tra của cơ quan thực phẩm. Đồ ăn của họ không hề có vấn đề gì, lúc này ai cũng tưởng đã vượt qua được khó khăn, nhưng vị khách bị ngộ độc thực phẩm không chịu để yên. Anh ta lên mạng tố cáo, kiểm nghiệm thực phẩm chỉ là đồ mẫu nên mới không có vấn đề, còn thức ăn trong bụng anh ấy không ai có thể đảm bảo được. Anh ta còn lấy ra một hồ sơ y tế chứng minh mình bị ngộ độc, điều này khiến cho dư luận lại càng bùng nổ tiêu cực hơn nữa. Thừa Hoan biết chắc chắn đã có người đứng sau vu khống Hưng An Lý. Cô muốn đến tận nơi gặp người vu khống nhưng không có cách nào liên lạc được với anh ấy. Kết quả lúc này Diêu Chí Minh vội vàng chạy tới nói rằng anh ấy có cách liên lạc với người này. Nhưng Thừa Hoan nghi ngờ chính anh ta cố tình làm mất uy tín Hưng An Lý để thu mua với giá rẻ. Nhưng Diêu Chí Minh đã chứng tỏ mình chỉ trong một câu. Bà muốn chúng ta giúp đỡ lẫn nhau thay vì tổn thương nhau, cho nên Thừa Hoan vẫn lựa chọn tin tưởng anh ta. Cuối cùng họ đã cùng nhau hợp tác vật lộn suốt đêm tìm thấy thông tin liên hệ của người đó. Nhưng khi liên lạc, người đó đã biết được thân phận của Thừa Hoan, cúp ngay điện thoại. Vì vậy ra Thừa Hoan đã lên kế hoạch đích thân trả tiền bồi thường cho hắn ta. Khi tới nơi anh vẫn giả vờ đau bụng. Nhưng khi Thừa Hoan đọc hồ sơ bệnh án tìm thấy sai sót, anh đến Hưng An Lý để ăn tối lúc 11 giờ, rời đi lúc 12 giờ. Tới phòng khám bệnh lúc 12 giờ 30 phút, mà phòng khám đó rất xa, Hưng An Lý không thể đến đó trong nửa giờ được. Người đàn ông bị lộ đang chuẩn bị bỏ chạy ngay. Nhưng em trai Thừa Hoan, một luật sư, đã trực tiếp chặn hắn lại. Cuối cùng dưới sự đe dọa của hai chị em, anh ta đành phải chấp nhận yêu cầu giải trình xin lỗi đăng lên mạng. Thừa Hoan đã thành công vượt qua khó khăn này. Trước đó mọi người đều lo lắng về Thừa Hoan, một người quản lý trẻ tuổi, nhưng giờ đây cô đã chinh phục được mọi người bằng khả năng của mình. Diêu Chí Minh cũng biết rằng chính sếp Trương là người đứng sau việc này, vì vậy như sự trả thù, anh ta trực tiếp cướp đi những khách hàng lớn của bà ấy. Sếp Diêu đến nói trực tiếp với bà Trương, dù là cấp dưới nhưng nếu bà ấy động vào Hưng An Lý và Mạch Thừa Hoan, hai điều mà bà nội giao phó anh chăm sóc, chắc chắn anh ta sẽ không chịu để yên. Thừa Hoan để cảm ơn sự giúp đỡ của Diêu Chí Minh đến tìm anh ta uống cà phê cảm ơn và xin lỗi vì ban đầu đã nghi ngờ anh ấy làm nên chuyện này. Lúc này Diêu Chí Minh bất ngờ tỏ tình trực tiếp với Thừa Hoan, tôi thích em, khiến cho cô ấy ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa rớt cả cà phê trên tay. Thích lắm rồi nhưng anh ta vẫn chả vừa đùa cô chút thôi, làm gì phải nghiêm túc thế. Thừa Hoan trở về trong lòng vô thức mỉm cười nhớ lại những khoảnh khắc với sếp Diêu. Thừa Hoan quẫn trí nên đã tìm bạn thân Mao Mao để giãi bày chuyện lúc nãy. Sếp Diêu nói anh ấy thích mình. Mao Mao ban đầu rất ngạc nhiên rồi nghi ngờ anh ta lại muốn qua mối quan hệ này mà lấy lại Hưng An Lý. Nhưng Thừa Hoan thấy anh ta khá chân thành nên chắc không phải vì mục đích như vậy đâu. Thừa Hoan nói với bạn rằng không có tình cảm với anh ta nhưng vẻ mặt ngượng ngùng, ánh mắt lảng tránh lại phản bội cô ấy. Sếp Diêu thật sự đã coi Thừa Hoan là người nhà, lần này anh ấy đã quyết định từ bỏ vụ Hưng An Lý, không muốn dùng thủ đoạn để có được khách sạn này. Ngược lại anh ta còn chuẩn bị một cây tài lộc gửi lời nhắn yêu thương tới cô ấy.
chúc Mạch Tổng phát tài. Và phía bên kia, mẹ của Thừa Hoan mỗi ngày đều rủ bạn bè hàng xóm đến thăm ngôi nhà kiểu Tây, khoe sân vườn không có nhiều ngôi nhà như thế này ở Thượng Hải đâu. Bà ấy thực sự coi mình là chủ sở hữu căn nhà này, muốn nói với cả thế giới rằng mình đang sống trong một biệt thự sang trọng. Kết quả Thừa Hoan đã nhanh chóng phá vỡ giấc mơ của mẹ mình. Không phải lần trước chúng ta đều đã nói rồi sao, ngôi nhà này thuộc về Diêu Chí Minh. Chúng ta không thể sống như thế này nữa. Con gái định thuê nhà cho gia đình ở trước, sau đó hãy từ từ nghĩ đến việc mua nhà. Nhưng người mẹ phản đối hành động của con gái. Chẳng phải căn nhà này đã bỏ tiền thuê nửa năm rồi hay sao? Kết quả là khi hai người cãi nhau, sếp Diêu thực sự muốn chuyển về đây. Vì thế Thừa Hoan nói với mẹ rằng sếp Diêu thích ở một mình, chúng ta không thể gây rắc rối cho anh ấy nữa. Nhưng không ngờ được Diêu Chí Minh lại nói không có ý định yêu cầu cô chú chuyển đi. Ngôi nhà này có nhiều phòng, cô chú có thể sống ở bất cứ nơi nào họ muốn, cứ ở lại bao lâu tùy thích không quan trọng. Trên thực tế Diêu Chí Minh không thiếu nơi ở, lý do anh ta chuyển về đây thật là muốn xây dựng mối quan hệ với gia đình họ Mạch và rồi dần dần muốn lấy trái tim của Thừa Hoan. Thế là sáng hôm sau, con rể tương lai này đã chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho hai ông bà, nhưng anh ta lại chuẩn bị một bàn ăn toàn những món nhiều tinh bột. Vì thế sau khi anh rời đi, mẹ của Thừa Hoan phàn nàn tại sao có thể ăn nhiều tinh bột thế này được. Dù nói vậy thôi nhưng ngon quá nên bà vẫn phải thử một miếng. Sếp Diêu là người luôn thích làm thêm giờ nhưng hôm nay đột ngột thay đổi, báo với trợ lý phải về nhà sớm để ăn tối. Và anh ấy còn đặc biệt gọi món cá hồi sống đãi bố mẹ vợ tương lai. Sau khi về đến nhà, bố của Thừa Hoan hỏi anh ta thích ăn hấp hay om, nhưng anh ta đáp lại tốt nhất là nên ăn sống. Nhưng ông bà Mạch không bao giờ ăn đồ sống thế nên không biết ăn cá hồi như thế nào. Mẹ của Thừa Hoan cũng không chịu thua kém làm món muối chua mời sếp Diêu. Nhưng sếp Diêu cũng không thích ăn đồ có mùi, thế là họ phải miễn cưỡng ăn món mình không thích. Ăn tối xong, sếp Diêu còn chủ động đi rửa bát. Mẹ của Thừa Hoan ngạc nhiên, không ngờ là sếp mà rửa bát cũng thuần thục phết. Có vẻ như Diêu Chí Minh, con rể tương lai, lọt vào mắt xanh của mẹ chồng Thượng Hải. Thừa Hoan đến gặp đối tác nhưng lần này đi thương lượng lại bị từ chối. Đối phương mong muốn lựa chọn khách sạn lớn của sếp Diêu. Sếp Diêu lại đến ăn cơm nói chuyện với Thừa Hoan không ngừng, lại nói chuyện thả thính cô ấy. Sếp Diêu gợi ý cho Thừa Hoan có thể thay đổi theo hướng kinh doanh dịch vụ đám cưới kiểu Thượng Hải để hướng tới những khách hàng mục tiêu riêng biệt. Sếp Diêu trở lại nhà nhìn thấy chú Mạch uống rượu liền tâm sự, dù vợ không cho uống nhưng lén uống để bà ấy không buồn. Đấy gọi là tình yêu, vì yêu nên chuyện gì cũng nghe bà ấy. Sếp Diêu dường như cũng muốn học thêm bí kíp chinh phục Thừa Hoan.